lần đầu tiên làm bánh sinh nhật trông cũng rất gì và này nọ đúng không? Để làm ra cái bánh sinh nhật xinh xinh như thế này tặng cho con bé em của tôi thì trời ơi, tôi đã làm hỏng một lọ whipping đó mọi người. Tới khi mà gọi video call cho mấy bà chị thì mới thành công. Cụ đánh và thau đánh mọi người nên để ngăn đá trước cho nó lạnh lạnh thì tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Ở đây mình sử dụng 200ml whipping với 30g đường. Bạn nào muốn ăn ngọt hơn thì có thể tăng lên một xíu. Mọi người cho whipping vào thau, thêm đường và bắt đầu đánh. Cái thau ở dưới là mình đựng đá, còn cái thau ở trên là mình đánh kem nha. Đánh cho tới khi nào mà nó đặt lại xong rồi nó tạo thành chóp như vậy là ok. Nhớ canh, nếu mà cố gắng tiếp tục đánh sẽ tách bơ và sữa ra. Vậy là sẽ không thành công đâu. Nó giống cái video trước của mình đó. Ở đây thì mình không biết phết kem nha. Mình sẽ làm đơn giản, thật là đơn giản, để cho bạn nào muốn làm thì vẫn làm được. Kiểu phết phết cho nó phẳng phẳng cái mặt, rồi cái phần kem nó giống như đang chảy xuống cái bánh. Làm tự nhiên thôi, mà trông cũng xinh lắm á. Trái cây mọi người có thể chọn nhiều màu, cắt lát hoặc là cắt khối vuông. Ở đây mình có kiwi và xoài, có thể làm dâu, làm dưa hấu, làm blueberry gì cũng được. Vậy là xong một cái bánh rất rất dễ thương. Tặng bạn sinh nhật cũng được, tặng bồ Valentine cũng ok. Thật ra mấy ông làm cũng được đó, tại vì tôi không có giỏi làm bánh đâu, và cái cách này rất là dễ. Mấy bạn làm thử với Miu nha. Yummy.